Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thời gian qua, loạt giải pháp hỗ trợ từ chính phủ, ngân hàng nhà nước, song thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp cạn vốn, thanh khoản ảm đạm, hàng trăm dự án vẫn đắp chiếu vì vướng pháp lý. Nếu thị trường bất động sản vẫn tiếp tục diễn biến khó khăn, thì có tới 23% doanh nghiệp không thể duy trì hoạt động được tới hết quý 3/2023 và chỉ khoảng 43% doanh nghiệp trụ được đến hết năm nay. Đó là cảnh báo về thực trạng sức khỏe của thị trường bất động sản Việt Nam vừa được Ban Nghiên cứu Thị trường và Tư vấn Xúc tiến Đầu tư thuộc Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VAS đưa ra. Thời gian qua, hàng loạt chính sách đã được ban hành để giúp doanh nghiệp giãn hoãn các khoản nợ, kéo dài thời hạn trả nợ, như Nghị định số 08/2023, Nghị định Chính phủ của Chính phủ, Thông tư số 02/2023, trên TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Các chính sách này phần nào đã giúp các doanh nghiệp bất động sản dễ thở hơn trước áp lực trả nợ trái phiếu, đồng thời cũng ít nhiều tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, trên thực tế, dữ liệu từ các công ty chứng khoán, đơn vị nghiên cứu thị trường chỉ ra rằng mức độ tác động của các chính sách hỗ trợ vẫn chưa đủ để cải thiện tình hình. Cụ thể, theo báo cáo 5 tháng đầu năm của DKRA Việt Nam về thị trường bất động sản, sức cầu toàn thị trường giảm 98% so với cùng kỳ, với tỷ lệ tiêu thụ chỉ đạt 35% nguồn cung mở bán mới trong tháng. Thị trường tiếp tục bước vào giai đoạn có nhiều thách thức. Dù có chỉ đạo rất quyết liệt về giảm lãi suất, nhưng các ngân hàng cho biết chưa thể giảm ngay lãi suất cho vay, dẫn đến người mua bất động sản vẫn ít. Chuyên gia của DKRA nhận định, trước những khó khăn của nền kinh tế, DKRA dự báo thị trường bất động sản khó đạt được những tín hiệu tích cực trong ngắn hạn. Tương tự, báo cáo của SSI Research cũng chỉ ra rằng giải pháp thực sự cho những khó khăn hiện tại của thị trường bất động sản là sự tiến triển về mặt pháp lý của các dự án. Trong bối cảnh lãi suất giảm sớm hơn dự kiến và được hỗ trợ tích cực hơn của chính phủ, SSI Research cho rằng thời điểm xấu nhất có thể đã qua đối với ngành bất động sản. Tuy nhiên, có thể vẫn còn một số trở ngại nhất định như lãi suất vay còn cao, các chính sách hỗ trợ cần thời gian để thực sự tác động lên thị trường, đặc biệt là tháo gỡ những nút thắt trong quá trình cấp phép dự án. Đặc biệt, rủi ro vỡ nợ vẫn có thể xảy ra với những chủ đầu tư không thể thương lượng được với giá chủ để giãn thời hạn thanh toán hoặc cân đối dòng tiền để trả nợ. Chuyên gia SSI Research cảnh báo. Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Hodea, trong 70% vướng mắc ở lĩnh vực bất động sản liên quan đến pháp lý, thì cấp độ cao nhất là vướng luật. Nếu vướng đến luật, thì việc tháo gỡ không phải là đơn giản trong ngày 1, ngày 2 hay giải quyết bằng các văn bản dưới luật. Đó là nguyên nhân khiến thị trường vẫn đang trong trạng thái dò xét và chờ đợi những dự thảo luật liên quan đến thị trường bất động sản được thông qua trong thời gian tới. Theo các chuyên gia bất động sản, chuyên gia tài chính và các đơn vị nghiên cứu thị trường, giải pháp cấp bách hiện nay vẫn là dự án được gỡ vướng và tiền thật để phục hồi hoạt động, chứ không phải chỉ chuyển nợ xấu từ thời điểm này sang thời điểm khác. Trên thực tế, thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đã tích cực phân loại các dự án cần gỡ vướng thuộc thẩm quyền giải quyết của sở ngành nào để từ đó đề ra các giải pháp gỡ vướng cho từng doanh nghiệp, từng dự án. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thành lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tiên trên địa bàn do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi làm tổ trưởng. Tổ với nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn do các sở, ban ngành của thành phố đang thụ lý hồ sơ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, đảm bảo đúng trình tự và thời gian. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần trực tiếp gặp và lắng nghe một số doanh nghiệp trình bày khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản trên địa bàn và đến nay đã có một số kết quả bước đầu. Ngoài các động thái trên, từ các cấp chính quyền, các chuyên gia kinh tế cho rằng điều quan trọng hiện nay là hướng dòng tiền vào thị trường bất động sản để giúp thị trường phục hồi. Chuyên gia tài chính Trương Hiền Phương, giám đốc cấp cao chứng khoán KIS Việt Nam nhận định, thị trường bất động sản đang chờ một số cơ hội. Thứ nhất là dòng tiền xuất hiện, và thứ hai là mặt bằng giá phải giảm xuống một mức nào đó đủ để người mua chấp nhận. Thời điểm khó khăn nhất của thị trường bất động sản đã qua, thế nhưng vẫn còn phải chờ những tác động từ chính sách vốn có độ trễ nhất định. Tuy nhiên, theo quan sát thì bản thân các doanh nghiệp bất động sản đang dần hồi phục và có hướng phát triển tốt hơn so với thời gian trước. Ông Phương nói, phó giám đốc một ngân hàng thương mại cổ phần tại Thành phố Hồ Chí Minh thì nhận định lãi suất vay mua nhà hiện nay vẫn dao động quanh khoảng 11-13%, do đó cần phải cắt giảm thêm 1,5-2% mới có thể kích cầu trên thị trường bất động sản.
Thế nhưng, khả năng này rất khó xảy ra năm nay mà có thể xảy ra vào năm 2024. Khi đó, các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và thị trường trái phiếu doanh nghiệp của chính phủ mới đi vào thực tiễn. Và khi đó, tình hình thanh khoản thị trường mới cải thiện, vị này nói. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Horea đề xuất, hiện nay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng có kết quả giải ngân chưa đáng kể. Vì vậy, để sử dụng hiệu quả nguồn vốn, Horea đề xuất Ngân hàng Nhà nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét dành một phần nguồn vốn từ gói này để hỗ trợ các doanh nghiệp đang gặp khó khăn nhưng có triển vọng phục hồi để tiếp sức cho doanh nghiệp phát triển trở lại. Báo cáo thị trường bất động sản tháng 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận của DKRA cho thấy thị trường vẫn chưa thoát cảnh ảm đạm khi không có dự án mới nào mở bán, tỷ lệ tiêu thụ căn hộ chỉ bằng 2% so với cùng kỳ. Đơn vị này cho biết các chính sách chiết khấu khủng đối với phương thức thanh toán nhanh, kéo giãn kỳ hạn thanh toán tiếp tục được các chủ đầu tư áp dụng để kích cầu người mua giữa bối cảnh thị trường khó khăn. Mặt bằng giá bán sơ cấp tiếp tục neo ở mức cao trước áp lực các chi phí đầu vào, lãi vay, pháp lý. Trong khi đó, theo nhận định của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam VAS, bên cạnh nguyên nhân khách quan, còn có những nguyên nhân chủ quan do hàng loạt các chính sách thắt chặt về tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp, cũng như các vướng mắc về pháp lý trong quá trình triển khai dự án chưa được tháo gỡ một cách triệt để, khiến thị trường bất động sản rơi vào trạng thái trầm lắng. Lãi suất duy trì ở mức cao từ cuối năm 2022, giảm nhẹ vào đầu năm nay, nhưng vẫn ở ngưỡng cao đối với sức chịu đựng của doanh nghiệp. Áp lực chi phí tài chính tăng cao trong khi dòng tiền khan hiếm vì không bán được hàng, không huy động được vốn từ trái phiếu, không đủ tiêu chuẩn vay vốn tín dụng khiến sức khỏe các doanh nghiệp ngày càng suy yếu. Tình trạng khó khăn kéo dài không chỉ ảnh hưởng tới các đối tượng tham gia thị trường bất động sản mà còn kéo theo sự trì trệ của hàng loạt các ngành nghề liên quan khác. Đại diện của VAS cho rằng nếu không tìm được lối thoát kịp thời, rất có thể thị trường sẽ phải đối mặt với kịch bản ra đi của hàng loạt các đối tượng từ doanh nghiệp đầu tư phát triển bất động sản đến doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản và môi giới bất động sản. Nhiều người lao động sẽ lâm vào cảnh mất việc làm, hệ lụy đến cuộc sống an sinh xã hội. Theo VAS, chính phủ đã ban hành hàng loạt các chính sách giúp doanh nghiệp giãn, hoãn các khoản nợ. Tuy nhiên, để tự cứu lấy mình, các doanh nghiệp bất động sản phải chủ động xem xét lại nguồn lực, rà soát lại các dự án đang có. Chỉ nên giữ lại các dự án tiềm năng mà doanh nghiệp có đủ năng lực triển khai, kêu gọi đầu tư, liên doanh, liên kết, bán một phần hoặc toàn bộ dự án, không thể tiếp tục triển khai thực hiện. Doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm các khách hàng nhà đầu tư hoặc liên hệ qua các đơn vị chuyên nghiệp để hỗ trợ kết nối với các đối tượng có nhu cầu hợp tác đầu tư hoặc mua lại dự án. Để sớm đạt được thỏa thuận, doanh nghiệp cần giảm bớt kỳ vọng, thậm chí sẵn sàng chấp nhận bán lỗ. Không thể khó khăn cũng đòi có lãi, phải đưa lên bàn cân giữa việc giảm kỳ vọng xuống để giảm gánh nặng chi phí, mang dòng tiền về tái thiết lập bộ máy, thực hiện các dự án khả thi với việc tiếp tục ôm dự án, gồng gánh chi phí, sa lầy trong số lãi ngày càng tăng, đối mặt với nguy cơ chết chìm trên đống tài sản, giải pháp VAS nêu ra. Thực tế cho thấy, có không ít doanh nghiệp chỉ vì cố gắng cầm cự trong khi khả năng không đủ đã tự đẩy mình vào bước đường cùng với đủ các khoản lãi mẹ đẻ lãi con, để rồi nhận trái đắng với đống nợ khổng lồ mà tiền lãi còn gấp nhiều lần nợ gốc. Trong hơn một năm nay, thị trường mua bán và sáp nhập M&A ghi nhận sự tăng nhiệt dần. Một số doanh nghiệp đã mạnh tay chi tiền M&A nhằm tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường, cải thiện biên lợi nhuận của mảng kinh doanh. Nhiều nhóm nhà đầu tư sẵn dòng tiền lớn cũng đang tìm kiếm cơ hội, sẵn sàng rót vốn vào các dự án tiềm năng. Trong khi đó, phải kể đến dòng vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài đã và sẽ tiếp tục đổ bộ vào Việt Nam trong thời gian tới. Đa số các nhà đầu tư này nếu hướng đến các dự án có pháp lý tương đối hoàn thiện để tránh rủi ro, đây là cơ hội để chủ đầu tư đang nắm giữ nhiều dự án sạch, có thể bán hoặc dự án hợp tác tạo giá trị lợi ích cho cả hai bên, là hướng đi giúp các doanh nghiệp có thể xoay sở dòng tiền trả nợ, tránh khỏi tình trạng sụp đổ giải thể, hay mang đến dòng tiền để tiếp tục triển khai các dự án khác, chống thất thoát lãng phí nguồn lực đất đai, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa hàng vào thị trường. Theo VAS, để dòng vốn ngoại tiếp tục chảy mạnh, trở thành cú hích cho thị trường, cơ quan chức năng cần tiếp tục cải thiện khung pháp lý cũng như các chính sách khuyến khích đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư tại Việt Nam. Song song với đó, nhà nước cần tiếp tục có các giải pháp nhằm tháo gỡ triệt để các khó khăn vướng mắc pháp lý cho các dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, ưu tiên các dự án cấp thiết phù hợp với nhu cầu thị trường. Nguồn cung chủ yếu là sản phẩm cao cấp phục vụ nhu cầu đầu tư, cộng thêm dòng tiền gặp khó, lãi suất cao, vướng mắc pháp lý đã tác động dây chuyền, gây ảnh hưởng đến thanh khoản các sản phẩm, dự án bất động sản, dẫn đến lượng hàng tồn kho lớn. Theo báo cáo thị trường nhà ở và bất động sản quý 1/2023 của Bộ Xây dựng, số liệu của các địa phương có báo cáo tổng lượng tồn kho bất động sản
vào khoảng 18.808 căn nền, bao gồm chung cư, nhà riêng lẻ và đất nền. Trong đó, tồn kho chung cư có hơn 2.500 căn hộ, nhà ở riêng lẻ có trên 9.000 căn và đất nền tồn kho có hơn 7.100 nền. Tỷ trọng tồn kho chủ yếu ở loại bất động sản nhà ở riêng lẻ và đất nền của các dự án. Theo báo cáo tài chính quý 4/2022 được công bố tại mùa đại hội cổ đông trong tháng 4, tháng 5 cũng lộ ra bức tranh kinh doanh khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản. Hầu hết công ty địa ốc trong mảng dân cư, thương mại đều ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sụt giảm. Bên cạnh đó là áp lực chôn vốn hàng ngàn tỷ đồng bởi hàng tồn kho và gánh nặng nợ vay. Các doanh nghiệp bất động sản hiện vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản thành lập mới trong quý 1 giảm hơn 63% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp giải thể là 341 doanh nghiệp, tăng 30% và 1.816 doanh nghiệp ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Ông Phạm Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị DKOA Group, dẫn chứng số liệu thống kê về nguồn cung của giao dịch bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận sụt giảm thê thảm. Theo đó, nguồn cung quý 1/2023 giảm mạnh khi đất nền chỉ có khoảng 400 sản phẩm mà lượng tiêu thụ chỉ 78 sản phẩm, mức giảm gần 80% so với cùng kỳ năm 2022 và tập trung chủ yếu vào sản phẩm pháp lý hoàn chỉnh, an toàn. Nguồn cung và số lượng giao dịch hạn chế, dù các doanh nghiệp đưa ra nhiều chương trình chiết khấu, giảm giá, thanh toán chậm, thậm chí có dự án chiết khấu đến 40-50% nhưng cũng khó bán hàng. Liên quan đến lĩnh vực môi giới bất động sản, nếu lúc thị trường nhộn nhịp nhất, nhà nhà làm môi giới bất động sản thì số lượng môi giới lên đến 300.000 người, trong đó thành phố Hồ Chí Minh chiếm 1/3, thế nhưng đến nay còn khoảng 1/5 còn hoạt động môi giới và hoạt động không ổn định. Điều này khiến người mua và người bán khó gặp nhau. Theo ông Lâm, bản thân DKOA Group dù đã rất cố gắng giữ chân nhân viên nhưng từ 1.000 nhân sự nay cũng chỉ còn 600 môi giới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.